Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Nắng Chiều và Lóc Đầy. Hôm nay mình đang ông bà đây. Nếu mà mình thi nè, này, thấy các bạn thấy không? Lớp 5 nha. Đấy, mình ôm những cái công thức tin học để hôm nay mình thi. Đây, mình đã học những cái này để các bạn nè. Những cái hình này. Rồi mình sẽ bỏ qua này nha. Hôm nay hàng bạn của mình nó cho mình 3 con về này. Hai con. Đây một con nữa. Mà nó quẹn cua đèo rồi. Đây nó quẹn cua đèo rồi. Đây có một con gì vừa mới lột xác. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy này đi. Đấy. Giờ mình đang ôm thi nên là mình quay rất là ít clip nào. Ôm xong rồi, học thi xong rồi sẽ quay nhiều hơn nha. Lại có một con dễ cái. Này một con vẹt đực. Chưa à. Kêu thật to. Ôi nó bì rồi. Cái cánh này. Như con gì cái nó sống biết kêu. Đây. Nó chỉ có một cái đòi đẻ trứng thôi. Này nó mấy cô đều này nhưng mà da đực đấy, mùa này da nó cũng ít lắm. Em cũng có con này này đấy, em lấy nét hơi khó lấy nét ánh ương này. Ui con này nhìn nó dễ thương quá này. Không dám cho lên bài thi đi, bài ôm sợ ướt. Các anh chị em khu vực Hà Đông chuẩn bị. Nhảy. Đưa cơm sẽ bỏ nó vô đây. Đưa cơm mình tạm biệt các bạn nha. Bye, hẹn các bạn sau khi mình thi xong.